chính khoảng tầm 10 triệu thì nên chọn Galaxy Note 20 Ultra 5G hay chọn iPhone 11 Pro Max nhỏ? Nghe có vẻ khoai đấy. Ngày hôm nay các bạn hãy cùng Chi đặt hai em này lên bàn cân để so sánh và chọn ra sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của bản thân nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên thì có phải tiền đâu thì mình sẽ so sánh về mức giá của hai em này trước nhá. Thì với Galaxy Note 20 Ultra 5G, cả bản Hàn và bản Mỹ thì đâu đó loanh quanh sẽ khoảng tầm 9,8 triệu đến 9,9 triệu tại hệ thống của di động thông minh. Và tại đây thì cam kết cho các bạn là bán cho các bạn máy zin nguyên bản và còn nguyên app nha. Đó, còn 11 Pro Max thì sẽ nhỉnh hơn một chút đấy các bạn ơi. Nếu như muốn sở hữu những em pin zin cao này và máy đẹp không bị xước xát gần móp ấy thì nó sẽ khoảng tầm 10,790,000. Đấy, nói chung là về cơ bản thì 11 Pro Max sẽ đắt hơn là Note 20 Ultra khoảng tầm 700-800,000 các bạn nhá. Vậy thì nên mua em nào đây thì ngay bây giờ mình sẽ so sánh sâu hơn. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng Chi nhìn về thiết kế nhá. Nhìn chung ấy thì cả hai em này thiết kế thì nó thuộc những trường phái khác nhau các bạn ạ. Đấy, theo quan điểm cá nhân của mình thì Galaxy Note này sẽ phù hợp với những bạn làm doanh nhân hoặc các bạn làm giáo viên hoặc các bạn làm thiết kế. Các bạn cần một thiết kế là vuông vức này, màn hình tràn viền lớn này và các bạn cần một chiếc bút S Pen. Đấy, đây là điều mà nếu như các bạn chọn iPhone 11 Pro Max sẽ không có được nha. Đó, đến bây giờ 14 Pro Max cũng vẫn chưa có bút S Pen. Thì với những bạn dùng Galaxy Note 20 Ultra ở thời điểm này, các bạn sẽ hoàn toàn được sở hữu một tính năng rất là hiện đại của Samsung, đó là Bus S Pen, và các bạn sẽ được trải nghiệm như là vẽ vời và những tính năng điều khiển từ xa này. Đó. Về chất liệu nhá, thì iPhone 11 Pro Max đều thiết kế bằng kim loại các bạn ạ. Kim loại hết nhá. Khung viền kim loại này, mặt lưng cũng kim loại bằng kính luôn các bạn nhá. Đế này, camera này. 11 Pro Max thì sao? 11 Pro Max về đánh giá thiết kế ấy, thì đây là thiết kế truyền thống của iPhone rồi. Cá nhân mình đánh giá thì không có gì nổi bật cả các bạn nhé. Logo quả táo này. Đó, 11 Pro Max thì các bạn cũng sẽ có khung viền bằng thép không gỉ, mặt lưng bằng kính. Đó, anh em thấy không? Hai cái thiết kế này thì sẽ tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của mỗi người. Đấy, theo các bạn thì các bạn sẽ chọn thiết kế nào và các bạn thích thiết kế nào thì hãy comment bên dưới chia sẻ với Chi nhé. Tiếp theo, đi vào mặt trước thì một em Galaxy Note 20 Ultra 5G nhá, sẽ có kích thước màn hình lớn hơn các bạn thấy không? Đó, em này là 6,9 inch, còn iPhone 11 Pro Max chỉ là 6,5 inch thôi. Đó, xét về chất lượng hiển thị nhá thì mình nói luôn, iPhone không có cửa với Samsung đâu các bạn ơi. Galaxy Note 20 Ultra 5G sở hữu công nghệ màn hình rất là xịn, Dynamic AMOLED 2X, màn hình có độ phân giải 2K nha các bạn ơi. Đó, cụ thể là 1440 x 3088 pixel, có 120Hz, rất là mượt mà. Đó, nhìn về 11 Pro Max này, màn hình của nó là màn hình Super Retina XDR OLED các bạn nhé. Màn hình truyền thống 60Hz, không có 120Hz giống như là Note 20 Ultra này. Tiếp theo về độ phân giải thì iPhone 11 Pro Max cũng sẽ kém hơn. Màn hình của em nó chỉ là 1242 x 2688 pixel thôi. Đấy, xét về trải nghiệm này, độ hiển thị này thì chắc chắn rồi, Note 20 Ultra sẽ cộng 1 điểm so với iPhone 11 Pro Max nhé. Tiếp theo thì Chi sẽ so sánh về hiệu năng nhé. Nếu như các bạn lựa chọn Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Mỹ tại di động thông minh ấy, thì các bạn sẽ có một sức mạnh đến từ con chip là Snapdragon 865, tiến trình 7 nanomet và có hỗ trợ 5G cho các bạn nhé. Còn 11 Pro Max thì sẽ sở hữu con chip là Apple A13. Nhìn chung ấy thì đối với Samsung thì cá nhân mình thấy rằng hãng luôn trang bị cho người dùng đúng và đủ. Tức là người dùng cần một hiệu năng gọi là đủ mạnh mẽ để làm việc, học tập, giải trí thì Galaxy Note 20 Ultra 5G này hoàn toàn đáp ứng cho các bạn ở thời điểm 2023. Còn đối với iPhone ấy thì mình nghĩ là máy này sẽ hướng đến sự bền bỉ và update lâu dài. Đấy, tức là với những bạn mà cần dùng một chiếc máy tương lai vừa mạnh này vừa có thể cập nhật lên những tính năng mới nhất của hãng ấy thì 11 Pro Max sẽ là sự lựa chọn dành cho các bạn. Còn để mà nói chức năng máy nào mạnh hơn ấy thì đương nhiên rồi, iPhone 11 Pro Max nhé, sức mạnh đến từ con chip Apple A13 sẽ mạnh hơn khá là nhiều so với Snapdragon 865 đấy các bạn nhé. Tuy nhiên, nếu như mình vừa nói đấy, xét ở thời điểm hiện tại thì cả hai em này đều rất là ngon và mượt mà. Nếu như các bạn muốn so sánh thông số chi tiết hơn về hai con chip này thì ngay bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem những cái điểm mình tham khảo trên trang Nano Review nhé, khá là chi tiết này này. Đó, các bạn thấy không? Đó là hiệu năng đến từ bản Mỹ các bạn nhé. Còn nếu các bạn đang thắc mắc là bản Hàn thì sao ấy, thì cái em Galaxy Note 20 Ultra 5G bản Hàn ấy, em nó sẽ chỉ được trang bị con chip là Exynos 990 thôi. Nếu xét về quan điểm so sánh về hiệu năng ấy thì đương nhiên rồi,
rồi, Exynos 990 của bản Hàn sẽ yếu hơn một chút so với Snapdragon 865 của bản Mỹ. Các bạn phải cân nhắc kỹ nhá. Ngoài ra thì bản Hàn cũng chỉ có một SIM thôi các bạn ạ. Đó, không biết là nếu như các bạn có 10 triệu thì các bạn thích hiệu năng em nào và các bạn sẽ chọn em nào thì hãy chia sẻ với Chi nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ so sánh về pin đi. Pin thì một em Galaxy Note 20 Ultra nhá sẽ pin là 4500 và có thể sạc nhanh lên tới 45W. Trong khi iPhone 11 Pro Max pin của nó là 3969mAh kèm khả năng sạc nhanh là 20W thôi. Đấy. Xét về trải nghiệm ý, thì cá nhân mình thấy rằng 11 Pro Max sẽ có thời lượng sử dụng tốt hơn là Galaxy Note 20 Ultra 5G. Thực tế như thế này các bạn ạ. Galaxy Note 20 Ultra 5G màn hình lớn hơn này, sáng hơn này, đẹp hơn này nên nó sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn là iPhone 11 Pro Max. Nhưng bù lại thì các bạn sẽ có một sạc nhanh 45W cơ mà. Ngoài ra thì máy dùng mà có tốn nhiều pin hay không thì cũng còn phải phụ thuộc vào xem các bạn sử dụng những cái tác vụ và ứng dụng gì nữa. Ví dụ như các bạn chỉ dùng cơ bản lướt web, thi thoảng check tin nhắn, nhắn tin bạn bè và xem giải trí một chút thôi thì máy vẫn hoàn toàn có thể cho các bạn on-screen khoảng tầm từ 5 đến 6 tiếng. Đấy, nhưng mà 11 Pro Max vẫn sẽ, mình sẽ vẫn công nhận là pin tốt hơn là Note 20 Ultra nha. Cuối cùng là chi tiết so sánh về camera các bạn nhé. Đó, Galaxy Note 20 Ultra thì sẽ có hệ thống camera khủng đấy nhá, 108MP này, gắp chính này. Camera góc rộng là 12MP, khẩu độ f2.2 và một camera tele xóa phông cũng là 12MP. Đấy, xét về những tính năng thì 11 Pro Max này giống như là Note 20 Ultra, tức là đều có 3 cam, một cam chính, một cam rộng và một camera tele. Đó, tuy nhiên chất lượng thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Bởi vì như các bạn biết đấy, Samsung ấy, thì cái chất lượng của nó ấy, về độ nét nha, thì nó sẽ không bằng iPhone được. Nhưng mà về độ đẹp và độ định mắt ấy, thì Samsung nó sẽ tốt hơn đấy các bạn ạ. Tức là theo cá nhân mình thấy, ví dụ như là với những bạn mà các bạn không có thời gian để chỉnh sửa qua những app thứ ba và các bạn hay đi du lịch chụp ảnh ấy, các bạn không cần phải quá nét. Ví dụ như những người làm content creator như mình ấy, mình hay chụp sản phẩm chẳng hạn, hoặc là mình hay cần phải quay video sản phẩm để chi tiết cho khách hàng xem ấy, thì mình sẽ hướng đến 11 Pro Max bởi vì thực sự nó rất chân thực, có khả năng quay 4K 60fps rất là chân thực, nước ảnh của iPhone mà. Nhưng Samsung này thì sẽ hướng đến với những bạn mà các bạn cần một nước ảnh đẹp, các bạn chỉ cần mịn màng, da rẻ mịn màng, đẹp, trắng và cảnh thì nổi bật. Và các bạn đi quay phim, chụp ảnh, đi du lịch, các bạn có thể up ngay lên Facebook mà không cần phải chỉnh sửa quá nhiều. Thì Galaxy Note 20 Ultra đã sẽ dành cho các bạn. Đó, còn 11 Pro Max thì sẽ dành cho những người như mình. Các bạn cần một chiếc máy quay phim, chụp ảnh nét, chân thực để các bạn làm việc. Đó, cả hai này thì mình nghĩ là không có điểm nào phải chê cả. Quan trọng là các bạn sử dụng mục đích gì thôi nhá. Trên đây là bài so sánh mình nghĩ là cũng khá là chi tiết và đâu đó sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được chiếc smartphone phù hợp với nhu cầu của bản thân. Tổng kết lại thì Note 20 Ultra này mình thấy sẽ phù hợp với những bạn nào liệu dân văn phòng, các bạn hay cần phải ghi chú hoặc là cô giáo, giáo viên, nhưng các bạn cần những cái chiếc máy màn hình lớn để làm việc và check thông tin. Còn 11 Pro Max này thì sẽ hướng đến những bạn mà cần một chiếc máy có thể bền bỉ trong tương lai, có khả năng quay phim chụp ảnh chân thực và sắc nét. Đó, theo các bạn thì 10 triệu nên mua em nào, nhớ là comment chia sẻ với Chi nha. Và hy vọng là qua video của mình các bạn có thể chọn được chiếc smartphone phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nếu như các bạn chọn được rồi thì hãy truy cập ngay vào di động thông minh nhé. Tại đây đang có chương trình khá là tốt thời điểm cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Và với những bạn ở xa ấy, các bạn không thể qua di động thông minh được thì tại đây có chính sách ship code rất là yên tâm cho các bạn. Nhận hàng test thoải mái mới phải thanh toán. Ngoài ra thì các bạn sẽ được cam kết là một đổi một trong vòng 30 ngày, bảo hành sửa chữa 6 tháng nhé. Có trả góp không đồng từ xa và trả góp online từ xa được cơ. Chi tiết thì các bạn cứ truy cập vào link sản phẩm mình để phía dưới phần mô tả nhé. Rồi, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video của Chi. Hy vọng rằng các bạn có thể ủng hộ Chi một nút like, share và subscribe YouTube của DDView. Nhớ bấm vào chuông theo dõi nhé. Bye bye!